Hôm nay mình sẽ khảo sát một ý kiến khách hàng là 0962 371 142. Khách hàng này là có cái phiếu là gửi về Phú Xuyên. Đó. Mình sẽ gọi xem là thế nào. Tại vì buổi sáng thì mình gửi rồi, không biết là giờ này đã nhận được chưa. Alo. Ủa bác gái à, bác trai đâu? Đây đây. À, bên chờ đồng chí Thao bán cái cặp Phượng Hoàng cho bác ấy mà. Tình hình Em nào? đây. Tình hình nào rồi bác? Thì anh thấy là ổn thì không biết trên đấy nó đã ăn cám hay chưa mà cho cám nó không thấy ăn nhỉ? Hơi rồi. Bác yên tâm là nó ăn cám cả 2 tháng nay rồi. Cám là cám gà con đấy, anh mua cái cám gà con đấy. Bác nuôi vào cái lồng rộng à? Là cũng tương đối rộng. Thì bác cứ để cám đấy nó đói nó mới ăn, nhưng bây giờ nó mới về nó lạ thì nó cứ phải khám phá. Thấy cái cho cái miếng đu đủ đấy, thấy lo ăn, vừa nay cho một ít thịt dê thấy lo ăn mạnh hết. Kệ, bác cứ để cả hoa quả cả cám ở đấy tự nó khác biết. Nhưng mà anh nhận lúc mấy giờ? Đấy thì không biết lúc 10 giờ gì ạ. Thì Đây. anh đưa cho nhà xe chiều 2 nhá. Thanh toán Vâng, xong. thanh toán thì anh cứ gửi về nhà xe, thì nhà xe họ sẽ gửi về văn phòng Hà Nội của em, thì mai xong họ khác chuyển khoản về cho em mà. Thì cái gì nhỉ? Anh thấy nó có ấy không? Có đẹp không? Đẹp luôn này được đây anh ưng đấy. Ưng à? Ưng 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 thì phải ưng thì phải ưng thì phải phải gọi điện báo là nhận được chú, bác nhận được rồi chú ạ, thế nào Anh thì... đi đâu nhận hàng cái anh vừa đi giao hàng ở trên chợ Đồng Xuân vừa anh về đây Bác nhìn thế vừa nào? Bác nhìn thế nào mà bác bảo nó đẹp? anh nhìn thấy nó ưng đuôi nó dài rồi trông nó ma nó đẹp trông Nhanh ma được nhanh nhẹn khỏe mạnh đúng không? nhà nhẹ khỏe mạnh được. Thế là mới đầu hỏi thật bác là mới đầu bác mua bác có lăn tăn về về cái kênh của em không? Không, anh xem cái anh ưng từ lâu rồi anh mới đi lòng lòng À, nghĩa là làm cái anh gọi điện cho chú ngay thì có anh nghĩa là cũng cũng tham khảo rồi, cũng ấp ủ là cũng xác định là biết là cái kênh này như này, là cũng làm lồng là rồi rồi đúng rồi kênh của em là tốt thế phát đó. triển tốt đấy được đấy Tốt, nhưng mà bây giờ anh vẫn không quan trọng là vấn đề bây giờ từ lúc anh đặt cọc cái thẻ điện thoại đến bây giờ anh nhận được là em muốn hỏi ý kiến anh xem là anh có ok không, nó đẹp, nó có ưng ý không, bỏ đồng tiền ra nó có xứng đáng không. được được ok quá tốt Anh chơi anh phải có niềm vui, bọn em làm kênh bọn em cũng phải có những cái như rồi thế. rồi anh đăng ký kênh của em lâu lắm rồi theo dõi suốt À, anh ở chỗ nào? Phú Xuyên nhỉ? cho nó xá đi vào độ 2 cây thôi từ cầu nó xá À, nó xá Thường Tín là anh ở Phú Xuyên nhưng mà nó là tất thể nó xá nhưng mà nhưng mua mà này Thường mua Tín là mua Phú Xuyên nhưng mà mua này là chị có vui không, chị có đồng ý không hay là có vẻ có cái gì mà không đồng ý quá thích tưởng tưởng chị lại 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 cấm bác chơi chim thì chết đấy. đừng bảo có đi qua tạp đó anh chơi nhá Bác năm nay bao tuổi rồi? chẳng biết nữa anh đoán thằng chú có khi cùng tuổi với anh rồi Thế hả? Rồi rồi. Ôi, tuổi tác sinh quan năm trọng tháng hai gì? hơn chú sinh năm tháng hai à Cũng khoảng khoảng thế, gọi là thế là bác mười mấy mười mấy em sao lên ông vãi bao nhiêu rồi thôi giấu 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 xin phép là giấu. Thế là bác năm nay bao nhiêu? thì anh hỏi chú lại hỏi anh thì Thế thì anh là anh, chú là chú, anh là anh, chú là chú. Ở đâu rồi, em nói chuyện vui thế thôi, em hỏi thăm thế thế là em cũng ok rồi. Em bác thấy em đóng vào cái hộp để chuyên nghiệp không, được đúng không? đóng được vào hộp hộp đấy đó đóng nó hộp to đấy lắm đi thì đấy là chuyện lý toàn Sài Gòn được mà đúng rồi, để có cầu bậu, có cả đu đủ ở trong rồi, có ánh sáng rồi nọ kia, chuyển đi tận Sài Gòn được, rồi rồi đóng rất chuyên nghiệp chứ không phải không. đấy nhưng tình hình anh nhận tin là như thế cũng ấy định là tối nay thì mới nhắn tin là nhận được tin rồi là tối đẹp đấy nhưng mà chưa kịp gì chưa Vâng, kịp gì cũng thì là đi em đó
Em bảo thôi mình làm từng đơn hàng nó cẩn thận tí, nhưng mà những cái đôi đấy là bọn em nuôi nó cũng ăn cám lâu rồi, mà nó đẹp thì bọn anh về bọn anh chơi nó đẹp thì bọn anh lại giới thiệu người khác thì bọn em lại bán được hàng thế thôi. rồi là cái Vâng. giới thiệu thì chắc chắn rồi. Vâng. Ok anh nhá, thì em xin chào anh nhá. Chào em nhé. Báo cáo với các bác là hàng ngày em ghi hàng ngày luôn, ngày 24, 23, 26 gì đó là em đều ghi nhật ký hết. Trên mỗi một cái phiếu này thì em đều có những cái thông tin khách hàng, rồi có những cái con dấu thương hiệu như thế này. Đấy, ngoài ra thì em đều có những cái sổ nhật ký của từng tháng một, ví dụ như tháng 2, tháng 3 như nào để em ghi lại hết. Rồi em xem là có một cái vấn đề gì điều chỉnh trên kênh thì để em phục vụ các bác. Thì nếu như các bạn mà nhìn thấy cái kênh Chim Cu Gáy Hay của đồng chí Thao đây là 37.000 đăng ký, thì thực tế là những cái bài em đăng về con Phượng Hoàng Nửa này rất là nhiều. Đấy, ví dụ như là em mở lại một cái bài này thì các bác biết là em cũng bản thân em cũng nuôi và cũng chơi cũng thích, rồi cũng để cho mọi người. Đấy, em bắt nó đây này. Đấy. Em bắt đấy, thì báo cáo với các bác là những cái lúc này như này thì khi mà khách hàng họ nhận được thì em thấy là rất là vui. Đấy, rất là vui các bác nhá. Đấy, kênh của em là như vậy. Từ Zalo, Facebook. Đấy. Chơi Tết. Đấy. Rất là đẹp luôn chứ phải không? Các bác biết là em cung cấp ra cái thị trường, ra số lượng ở trên thị trường những cái cặp Phượng Hoàng Lửa này rất là nhiều. Em không thể nhớ nổi nhưng em vẫn ghi lại tất cả những thông tin khách hàng, trong trường hợp như nào đấy em còn lắng nghe em phát triển kênh. Có lẽ là một cái video nó cũng không mang tính chất là ngụ ý gì đâu, nhưng mà muốn chứng minh cho các bạn đến thật là khách quan, bởi vì lúc mình gọi cho bác thì mình cũng chưa bảo bác hay là cũng không biết là có gặp được bác hay không, thì mình thấy bác ấy nói ra như vậy mình rất là mừng. Đấy, xin dừng video tại đây, xin cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh. Đây là chú Phượng Hoàng mình để cho các bác nhé. Đấy. Nó đẹp, đẹp như tiên sa luôn.
rất đẹp luôn. Đây là 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn, em gửi một đôi đi. Vâng, chào các bác là như vậy. Em gửi cho khách hàng này là 0962 371 142, gửi về Quang Trung, Phú Xuyên. Đó, kênh của em đây. Kênh của em đây. Em hay gửi chim, gửi chuột. Em rất nhiều chim, rất nhiều chuột và rất nhiều những con sinh vật cảnh. Đây, logo của em đây. Em gửi anh Bùi Bin đôi sấm thổ đây. Con máy ở trên cầu, con đực ở dưới cầu đuôi dài hơn. Đấy. Đây là giống chim mới bắt đầu mổ lúa, chưa có cường. Anh Bùi Bin nhá. Trước lấy một đôi rồi. Đôi này đúng 1 triệu anh nhá. Tiền nào của đấy thôi anh ơi. Giống chim nhà em thì không có giống linh tinh bao giờ cả. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.